Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo gửi Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh, thành phố, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa truy tìm nhân chứng vụ người phụ nữ tử vong bất thường chưa rõ nguyên nhân trên tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng hôm 16 tháng 3. Thông báo nêu rõ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành kiểm tra xác minh vụ việc bà Lê Thị P, sinh năm 1976, ngụ thôn 5, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn tử vong chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện vào chiều tối ngày 16 tháng 3 tại vị trí dưới kênh nước sát đường cao tốc Nghi Sơn Sao Vàng, đoạn km 17 1 thuộc địa phận thôn 6 xã Vân Sơn. Quá trình khám nghiệm hiện trường phát hiện xe máy của bà P, nhãn hiệu Honda Vision màu trắng, biển kiểm soát 36P7 74227 dựng ngay sát thanh rào chắn ven đường phía tây, đầu xe quay ngược chiều với hướng đường từ sao vàng đi Nghi Sơn. Để làm rõ nguyên nhân tử vong của bà P, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cơ quan nêu trên để phối hợp thông báo đến quần chúng nhân dân trong khoảng thời gian từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2024. Có công dân nào điều khiển phương tiện tham gia giao thông, có lắp camera hành trình hoặc di chuyển qua tuyến đường nêu trên, biết nội dung có liên quan đến vụ việc thì báo tin cho Công an tỉnh Thanh Hóa qua số điện thoại 0964 218 686, gặp điều tra viên Lê Đình Tuấn hoặc cơ quan công an gần nhất. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút chiều qua, khi người chồng không thấy vợ mình là chị Lê Thị P, sinh năm 1976, chú thôn 5 xã Vân Sơn trở về nhà nên gọi điện nhiều lần và không thể liên lạc. Đến 21 giờ cùng ngày, người dân tìm kiếm thì phát hiện thi thể chị P dưới mương thoát nước, nước sâu khoảng từ 40 đến 50 cm bên cạnh tuyến đường Nghi Sơn ao vàng. Xe máy của nạn nhân được phát hiện cách thi thể nạn nhân 50 m được dựng trên tuyến đường Nghi Sơn – Sao Vàng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách nhà khoảng 800 m điện thoại nạn nhân sử dụng vẫn còn đổ chuông nhưng không có người nghe máy. Ngày 19 tháng 3, Toán Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lại vụ án Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Trần Thị Hiền sinh năm 1975 là mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết 2019 gây chấn động dư luận. Trong vụ án này còn có bị cáo Vì Thị Thu sinh năm 1982 là vợ Vì Văn Toán, một trong các hung thủ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Sau phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo đều kháng cáo kêu oan. Vào các ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm. Sau khi xét xử, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng có nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau. Một số tình tiết không thể làm rõ ngay tại phiên tòa. Do đó, Tòa phúc thẩm quyết định hủy một phần nội dung bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo Trần Thị Hiền để điều tra xét xử lại. Bị cáo Vì Thị Thu cũng kháng cáo gợi oan. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận nên quyết định bác kháng cáo. Đồng thời giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm đối với bị cáo này. Tuy nhiên, sau đó chánh án tòa án nhân dân tối cao ra kháng nghị, đề nghị xét xử giám đốc thẩm vụ án vì cho rằng không có căn cứ để hủy phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trần Thị Hiền. Tháng 9 năm 2023, hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án. Trước đó, cuối tháng 1 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã xử phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù vì thị thu tù chung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án các đối tượng sát hại nữ sinh giao gà là Vì Văn Toán, Trần Thu, Bùi Văn Công đều nhận án tù chung thân. Lượng Văn Hùng bị tuyên 20 năm tù. Ngoài bị cáo Hiền, bị cáo Thu kháng cáo kêu oan, ba người còn lại không kháng cáo. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Trần Thị Hiền kêu oan, nói nhóm toán công đã bắt giữ sát hại con gái của bà, đồng thời vu khống bị cáo này mua bán ma túy. Tương tự, bị cáo vì thị thu kêu an vì cho rằng bị ép cung nên nhận tội trong giai đoạn điều tra. Theo nội dung vụ án năm 2017, vì thị thu mua hai bánh heroin giá 90 triệu đồng một bánh, về bán cho Bùi Văn Công với giá 150 triệu đồng một bánh. Công và Lường Văn Hùng bán số ma túy này cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng một bánh, nhưng bị nợ 30 triệu đồng. Liên quan vụ án con gái bị cáo Trần Thị Hiền bị sát hại, cơ quan tố tụng xác định do bị cáo Hiền không trả tiền nên nhóm Vị Văn Toán, Bùi Văn Công đã lên kế hoạch bắt giữ nữ sinh để ép trả tiền. Chiều ngày 4 tháng 2 năm 2019, 30 Tết nguyên đáng, công đưa Vương Văn Hùng đến chợ nhận diện nạn nhân, bờ mua gà để lừa nữ sinh chở tới một căn nhà vắng. Đến nơi, nữ sinh bị đánh bất tỉnh, rồi được chở về nhà công. Sau đó, từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2019, nhóm công khống chế hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân. Vợ công là Bùi Thị Kim Thu biết việc này nhưng không tố cáo. Vừa qua, ông Nguyễn Sĩ Nam, tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, cục hải quan Nghệ An cho biết, anh Phạm Hải Bình, công chức công tác tại tri cục, đã có báo cáo ban đầu về vụ việc dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông ở thành phố Vinh vào sáng hôm ngày 13 tháng 3. Theo đó, bước đầu anh Bình cho biết, trên đường tới cơ quan xảy ra va chạm giao thông, do bị chậm giờ sẽ bị phê bình, nên khi xảy ra va chạm anh đã không giữ được bình tĩnh và có hành động thiếu kiểm chế sau khi xảy ra sự việc anh bình đã nhận ra sai lầm do hành vi bột phát của mình anh bình cũng đã xin lỗi gia đình và người bị hại đồng thời mong muốn đơn vị tạo điều kiện để được sửa chữa khắc phục khuyết điểm của mình ngoài ra anh bình cũng thành thật xin lỗi cộng đồng mạng và mong được tha thứ trước hành động bột phát của cá nhân va chạm giao thông trên đường là những tình huống không may nhưng diễn ra khá phổ biến hiện nay với những vụ va chạm nhỏ thay vì người đi đường có thể xử lý một cách nhẹ nhàng trao đổi, thương lượng một cách ổn thỏa, thì sự việc lại bị đẩy lên tới mức đỉnh điểm. Đã có những trường hợp mang thương tật thiệt hại về tài sản, không phải vì tai nạn mà do ẩu đả sau va chạm. Luật sư Trương Văn Tuấn, văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn cho hay, hành vi của người đàn ông này có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc bồi thường các chi phí hợp lý cho người bị hư hỏng tài sản nếu có tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi cũng theo luật sư Trương Văn Tuấn, rất nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường, có trường hợp cho rằng việc lái xe căng thẳng mệt mỏi nên rất bất bình khi chứng kiến nhiều người đi lại lưu thông hỗn loạn, bất chấp các quy tắc giao thông, từ đó họ không đủ bình tĩnh để kiểm soát cảm xúc bản thân, đã có những lời nói hành động thiếu văn hóa gây ra mâu thuẫn gay gắt. Ở khía cạnh khác, Việc thiếu hiểu biết về pháp luật cũng chính là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn tới tình trạng một bộ phận người dân tham gia giao thông tự cho mình quyền phán xét, đe nẹt người khác mà quên đi những hệ lụy pháp lý có thể sẽ phải đối mặt bởi chính hành vi của mình. Trước thực trạng trên, để góp phần xây dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh, luật sư Trương Văn Tuấn khuyên trước hết người tham gia giao thông cần có ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, cẩn trọng để không xảy ra những tình huống va chạm trường hợp xảy ra va chạm giao thông các bên nên bình tĩnh nhẹ nhàng giải quyết với những vụ va chạm không quá nghiêm trọng về người và tài sản các bên có thể xin lỗi thương lượng thỏa thuận bồi thường để nhanh chóng giải quyết đồng thời giúp tránh ủn tắc giao thông đặc biệt là các bên tránh dùng những lời lẽ xúc phạm nhau trường hợp một trong các bên có dấu hiệu không kiểm chế được cảm xúc có ý định xâm phạm tài sản sức khỏe tính mạng hoặc vụ việc nghiêm trọng phức tạp thì cần giữ nguyên hiện trường và báo cáo với cơ quan công an để can thiệp kịp thời